Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm sữa bắp. Mình có 4 trái bắp này khoảng ký 2. Ok, bắt đầu mình sẽ chia sẻ các bạn nhé. Ok, trước tiên mình sẽ cắt bỏ đầu và đuôi. Để mình bỏ tất cả các lá già nhé. Và cái rau bắp già thôi, bỏ đi. Ok, sau khi mình cắt bỏ đầu và đuôi là như thế này nha. Bây giờ mình sẽ lột cái vỏ những cái lá bên ngoài nó già bỏ đi và giữ lại những cái lá ở bên trong để mình giữ sạch rồi mình sẽ nấu nước cho nó thơm nha các bạn. Đây, mình đã lột sạch những cái lá già bên ngoài nha các bạn. Mình bỏ đi cái lớp lá ngoài, lá già bên ngoài. Bây giờ mình sẽ lột và giữ sạch những cái lá bên trong này nha. Ok, bắt đầu mình bây giờ đã lột xong nha các bạn, lột xong cái lá mình sẽ bỏ một chút xíu muối vào để mình ngâm nó chút xíu để cho nó sạch nha các bạn. Còn rau bắp đó thì mình vẫn giữ lại một chút xíu, mình sẽ cắt. Đây, 4 trái bắp mình đã ấy xong. Sau khi mình bào ra khoảng 1 kg các bạn, 1 kg này thì mình sử dụng khoảng 2,5 lít nước ha. Rồi gùi bắp mình vẫn để lại để chút mình nấu nước dưới lá này. Đó, cái lá mình sẽ nấu nước, nấu trong vòng khoảng 20 phút nha các bạn. Rồi, bây giờ mình xong khoảng 1 kg, 1 kg, khoảng 2,5 lít nước nha các bạn. Bắt đầu mình tiến hành nha. Ok, sau khi mình xong rồi mình sẽ bó những cái lá lại nó về cho nó gọn cho các bạn. Bây giờ mình cho vào đây 2,5 lít nước. Rồi mình đem đi nấu khoảng 20 phút nha các bạn. Rồi. Đây 2,5 lít nước. Mình bỏ khoảng 2,5 lít, 2 lít, chút xíu thêm chút không sao các bạn. Tại vì có thể nó nấu trong lúc nấu thì nó sẽ bay hơi bớt một phần nữa các bạn, bớt mất nước một phần. Ok, bây giờ mình chờ trong 20 phút nữa mình sẽ vớt cái này ra rồi mình đổ cái bắp mình là đã bào sẵn đó, mình đổ vô đây luôn nha các bạn, trong nước còn nóng đó nha các bạn. Bây giờ mình cân 50 gram đường nha các bạn, 50 gram đường cho 2,5 lít nước và 200 gram sữa nha các bạn, 200 gram sữa. Đây các bạn, 200 gram sữa sữa đặc nha các bạn. Nè, sau khi mình cho bắp vào giờ mình sẽ bỏ vô nha các bạn. Ok, sau khi nước đã sôi được 20 phút rồi các bạn, bây giờ mình dỡ nắp ra. Sôi được 20 phút rồi đó. Mình tắt lửa đi ha. Xong xuôi mình sẽ vớt cái cùi bắp với cái vỏ bắp này ra nha các bạn. Ok, mình đã vớt cùi bắp với vỏ bắp ra rồi nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình nước nó còn đang nóng mình cứ đổ hết cái bắp này vào nữa, là rau bắp mình cũng bỏ vô luôn. Ok, mình ở vô đây đợi khi nào cái nước nó nguội xuống còn khoảng 20 độ C là mình đem đi xay được rồi nha các bạn. Ok, bây giờ mình quậy đều nha các bạn, quậy cho nó bắp nó đều. Giờ mình đợi nước xuống nguội xuống khoảng chừng còn 20 độ C ấm ấm là mình làm được ha, mình đem đi xay được ha. Ok, mình bây giờ mình xúc chai mình rửa cho sạch nha các bạn. Nếu mà các bạn có những cái lọ thủy tinh đó thì càng tốt nha các bạn, còn cái này mình làm để mình không có lọ thủy tinh, mấy cái chai nước suối nhà ở nhà mình uống giữ lại để rửa sạch nha các bạn. Ok, rồi sau khi mình rửa sạch rồi các bạn, mình để cho ráo nước đi rồi. Ok, sau khi nước đã nguội rồi các bạn, bây giờ nó đã nguội rồi,
nó còn hơi ấm ấm thôi. Bây giờ mình đem đi xay ha. Bây giờ các bạn chỉ cần có cái rây nè, cái dỗ, rồi cái máy mình bỏ vô mình xay nha. Bắt đầu mình tiến hành xay. Rồi bắt đầu mình xay nha các bạn. Cái này mình đổ vô xay tiếp nha các bạn, cứ xay múc vô xay bình thường, mình xay chung với cái mới nha các bạn. Xay đi xay lại, xay đi xay lại thì làm mình cho nó nhuyễn luôn, lấy hết luôn nha các bạn. Rồi mình múc. Mình đổ vô mình xay tiếp nữa nha các bạn. Rồi, bây giờ mình đổ vô hết mình xay luôn nha các bạn. Rồi mình xay hết luôn. Đây lần cuối hết luôn nha các bạn. Cuối cùng mình bỏ vô bồng mình vắt nha các bạn. Mình vắt mình lấy nước hết luôn nha các bạn. Rồi cái xác này xong mình bỏ nha các bạn. Mình ok, bắt đầu mình căng đường nha các bạn. Nếu mà ai uống ngọt thì khoảng 50 gram đường, nếu người uống không thích ngọt thì khoảng chừng 20 gram đường là được các bạn. Thì 20 gram sữa. Đây các bạn. Ok, bắt đầu mình đổ đường vô nha các bạn. Mình đổ sữa vô luôn. Sau khi mình đổ sữa đường như rồi, bắt đầu mình lỡ mở lửa các bạn. Mở lửa lớn, nhưng mà lớn vừa thôi, mình đừng có mở lớn quá. Và mình cũng đừng có bỏ đi đâu nha các bạn. Mình đứng tại chỗ mình cứ quậy đều nó, nếu không nó bị khét, nó mất ngon các bạn. Mình cứ quậy đều, quậy khoảng 20 phút các bạn, cho nó bắp nó sẽ chín các bạn. Khi nó sôi nhẹ nhẹ là được rồi các bạn. Cứ quậy đều, các bạn đừng bỏ đi đâu nha. Bỏ đi nó sẽ bị khét ở dưới cái đít các bạn. Nó sẽ bị hư cái bắp, nó không có ngon các bạn.
Sau khi mình đã quậy được 15 phút rồi các bạn, mình coi, mọi người mình coi khoảng đó nó sôi nhẹ nhẹ vậy là được rồi các bạn. Đó, nó sôi hơi hơi vậy đó, giờ mình quậy khoảng thêm 5 phút nữa, 5 phút nữa sôi nhẹ nhẹ đấy các bạn, 5 phút nữa là mình tắt lò là được rồi, ok các bạn. Sau khi 20 phút rồi mình tắt lửa, mình đem xuống các bạn. Bây giờ mình chia sẻ thêm cho các bạn một cái này, cho những anh chị nào mà đi làm nail mà không có thời gian mà ăn cơm, khách đông quá, bữa nào bận khách đông quá, anh chị có thể bỏ thêm hạt chia. Đây hạt chia các bạn, hạt chia tùy nha các bạn, các bạn có thể bỏ ít hay nhiều tùy mình nha các bạn, không có nhất thiết nha bạn. Các bạn thích nhiều thì bỏ nhiều, ít thì bỏ ít nha các bạn. Khi mình bỏ vô mình phải quậy cho đều các bạn. Cái này là cho mấy anh chị đi làm nail mà không có thời gian, bữa nào bận quá, khách vô nhiều quá, không có ăn uống gì được, thì các anh chị cứ làm cách này các bạn. Cái này trừ bổ sức khỏe mà giữ được cho mình, không có bị đau bao tử nha các bạn. Thì mình muốn bỏ ít hay nhiều là tùy mỗi người nhưng ý thích nha các bạn, mà chia không nhất thiết là bao nhiêu các bạn. Nếu mà mình cảm thấy những ngày cuối tuần mà khách đông quá mà không ăn được thì mình bỏ hạt chia nhiều chút xíu cho nó đỡ đói bụng nha các bạn. Các bạn làm xong các bạn bỏ vô cái ngăn đá, tối các bạn làm, đi làm về làm xong bỏ ngăn đá, sáng các bạn đi các bạn cầm theo một chai, giờ nó sẽ tan từ từ từ, các bạn uống là vừa được các bạn. Mình ở đây mình bỏ 6 muỗng nhỏ nữa các bạn, 6 muỗng cỡ này nha các bạn, 6 muỗng này nhỏ thôi, các bạn có thể bỏ 10 muỗng hay tùy thích đó. Bỏ mình nhớ mình cũng phải quậy đều các bạn, quậy đều, mình quậy với hạt chia nó tan đều ra. Giờ mình để cái này cho nó nguội vô, mình vô chai nha các bạn, vô chai mình bỏ vô ngăn đá, rồi sáng mình đi làm mình cầm theo, mình làm tới trưa trưa là nó tan từ từ là được rồi các bạn. Sau một tiếng bây giờ là ngủ rồi các bạn, bây giờ múc vô chai ha. Ok bây giờ mình ok giờ đã ra chai các bạn, bây giờ mình đem vô ngăn đá mình để ha. Sau một đêm nha các bạn, cái đêm nó đông đá rồi các bạn, chỉ đem theo sáng đi làm đem theo thôi, giờ cứ cái đó bụng gì từ từ mình uống. Rồi, thank you các bạn đã xem video mình.